Ngày 28 tháng 12, nhiều hộ dân sống tại tầng 9 tòa nhà CT3 khu chung cư Aranza ở khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế cho biết, chưa kịp mừng vui khi được dọn vào căn hộ mới, thì họ đã phải chịu cảnh tường nhà nứt nẻ, nước mưa thấm dột từ trần mái xuống nhà, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Tầng 9 đây thì hai bên dãy điểm nối giữa dãy B và dãy C là có 3 căn, và điểm nối của dãy C và dãy A là có 3 căn nữa, là 6 căn là bị nặng nhất. Thì phải cắt hết tầng thạch cao ra loang lổ như thế này. Năm hết Tết đến rồi, cho nên mong là xử lý cho nó triệt để cái chuyện thấm nước, dột nước và chảy nước như thế này. Theo đó, các hộ dân phát hiện tầng 9 là tầng áp mái tòa nhà chung cư nhưng lại không được thiết kế mái che bằng tôn. Tại vị trí các hộp thu nước sàn mái, đơn vị thi công đã sử dụng bao ni lông và vỏ bao xi măng để chèn vào vị trí cổ ống thu nước thay cho vật liệu chống thấm, dẫn đến nước bị thấm từ mái xuống tất cả căn hộ bên dưới. Đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết sẽ thống kê thiệt hại của các hộ dân để có phương án hỗ trợ đền bù. Riêng công tác khắc phục sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán 2023 để người dân ổn định cuộc sống.